Phượng Chanel thế chỗ, Ngọc Trinh dần xa cách Vũ Khắc Tiệp. Người ta thường cho rằng Ngọc Trinh là người phụ nữ thân thiết nhất ở bên cạnh Vũ Khắc Tiệp, nhưng có vẻ không phải, người đó phải là doanh nhân Phượng Chanel. Liên tiếp những động thái gần đây càng chứng minh cho việc Ngọc Trinh mất vị thế của mình. Mới đây, sau nhiều lần cách ly vì dịch bệnh, Vũ Khắc Tiệp đã tái ngộ bên Phượng Chanel. Cả hai hẹn hò nhau ở Sài Gòn và thậm chí nữ doanh nhân còn gọi vui người bạn thân thiết của mình là em gái. Bị gọi là em gái nhưng Vũ Khắc Tiệp không thấy có vấn đề gì. Hai người thân nhau hơn chục năm qua và với anh, đó chỉ là lời bông đùa thân mật cho vui chứ không có gì để hờn dỗi cả. Mối quan hệ của hai người thân thiết tới mức chính Vũ Khắc Tiệp đã ra tận Hà Nội để đón Phượng Chanel vào Sài Gòn. Cả hai vừa tận hưởng thời gian bên nhau, vừa chuẩn bị cho những công việc sắp tới. Chia sẻ về mối quan hệ với Phượng Chanel, Vũ Khắc Tiệp cho biết hai người đã chơi thân với nhau 11 năm và luôn xem nhau như tri kỷ. Chính ông bầu này cũng nói người ta thường gán tên anh với Ngọc Trinh, nhưng thực tế Phượng Chanel mới là người không thể thiếu trong cuộc sống của ông bầu này. Vũ Khắc Tiệp thật lòng: "Tôi với Trinh còn có lúc giận hờn vu vơ, chứ với Phượng là chưa bao giờ xảy ra xích mích luôn. Không hiểu sao tôi và Phượng hợp nhau như vậy, nói chuyện với nhau mỗi ngày mà không cảm thấy chán, mê nhau lắm. Phượng là người đầu tiên tôi gặp sau khi hết cách ly toàn xã hội." Trong thời gian qua, khi câu chuyện cách ly của Vũ Khắc Tiệp trở nên ồn ào dư luận, chính Phượng Chanel là người liên tiếp thể hiện động thái ủng hộ người đàn em của mình. Khi Vũ Khắc Tiệp xin lỗi vì những phát ngôn của mình, Phượng Chanel đã nhanh chóng chia sẻ lại cùng dòng trạng thái: "Yêu Tiệp, mừng quá, bạn tôi đã có kết quả và suy nghĩ thấu đáo hơn." Trong những sự kiện gần đây, Phượng Chanel cũng là cái tên luôn ở bên Vũ Khắc Tiệp. Ngoài đời, thường hai người cũng gắn bó với nhau như một cặp đôi không thể tách rời. Điều này trái ngược hẳn với Ngọc Trinh. Suốt thời gian dài, người ta không thấy Ngọc Trinh đồng hành bên ông bầu của mình. Ngay cả chuyến đi Ý hồi đầu năm cũng là một chân dài trẻ, thay thế vị trí của nữ hoàng nội y. Ngay cả chuyện ồn ào cách ly lần này, Ngọc Trinh cũng chỉ chia sẻ duy nhất một lần ngắn gọn: "Chúc mừng ông bầu." Sự xa cách được thể hiện rõ ràng của cặp đôi đã từng được nhiều người đặt ra nghi vấn suốt thời gian qua. Nhiều người cho rằng mỗi chặng đường con người ta sẽ có những người ở bên khác nhau phụ thuộc vào tình hình. Và giờ nếu Phượng Chanel có thay thế Ngọc Trinh trở thành người quan trọng nhất của Vũ Khắc Tiệp thì cũng là điều không quá sốc.